về kỷ niệm lúc còn học sinh. Tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường. Đời học sinh với nét đoan chính, tươi đẹp như màu hoa xinh. Có đôi khi thấy buồn một mình, tâm hồn không phiền không sầu vì ai. Màu mắt thơ ngây tóc xõa buông dài, lời yêu đương vẫn rót bên tai, nhưng lòng chưa hề yêu ai. Bên xuân xin ước hẹn ngày mai. Tuổi thơ trôi qua rồi, bạn bè người một nơi, xa xôi cách trở phương trời. Thương nhau nhắc nhớ đôi lời, nhớ những lúc bên nhau gọi tên. Vui say xưa mãi trường thân mến, và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm chôn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn. Cái mối này qua đời có cái tiếng nó hay quá. Tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạc cuộc đời phong ba. Nhớ thương về kỷ niệm ngày qua, người ơi thấm thoát niên học hết rồi. Chúc đi cạn lời giây phút ly bôi. Ngày mai tan trường mình không chung lối, thương nhau nhiều biết gửi về mô. Tiễn đưa bụi ngùi bốn mắt như nhau. Đời không bao giờ hợp nhau mãi mãi, thương yêu rồi nỡ đành biết nhau. Để nhung nhớ muôn vàn ngày sau. Thôi nhé, từ đây cách xa trong đời, vẫn buồn theo tháng ngày trôi. Nụ cười khô héo trên tìm sao xuyên, bạn bè đâu chỉ ta một mình. Nỗi buồn này đành cầm nín. Rồi đây có những khi buồn não lòng, cô nhân biển biệt có nhớ nhau không. Ngoài kia hoa phượng rụng rơi tới ta, dương làm giống lại đời ta. Tiếng ai hoài nhặt hoa rơi mà không nói nên câu, nhớ nhau vì đâu. Biết nói gì tình ta chót chia phôi, khép tâm tư dành riêng mến một người. Ngày xanh ơi, ngày xanh chết trong tim, biết đâu mà tìm. Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa, khiến lòng tôi buồn buồn. Ngày biết ly hai đứa đứng nhìn nhau, anh cài cành hoa tím. Hoa xưa đây
khi đã ghi nốt tâm tình và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn để lại chuyện buồn vui. Hoa xưa đây nhưng bóng dáng em đâu, dòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn chuyện buồn vui. Ngày xưa ơi mẹ của con,
Trời, mẹ ơi, con buồn quá à. Ra đời con mong được nghe tiếng mẹ ấu ơ, rồi luôn biết cất lời con mong được cất tiếng gọi mẹ cha. Phần đời mồ côi con đâu mất gì con, chỉ cầu mong sao luôn có bước giao đời mang thân phận đứa trẻ mồ côi, chẳng biết cha mẹ ông bà hay là người thân. Phận đời mồ côi sớm hôm thui thủi mình chị bán é quá à. Em bán được không? Dạ em cũng không bán được. Vậy là chiều nay về mình phải bị ăn đòn hả chị? Nhưng mà em cũng không muốn bị ngủ đâu. Thôi ráng đi em, chắc mẹ cũng thông cảm cho mình á. Đi bán tiếp thôi em. Dạ. Lại ông đi qua lại bà đi lại, làm ơn, làm ơn cho tôi một ít tiền đi. Lại ông đi qua lại bà đi lại. Ai da, trời đất ơi, nãy giờ mệt muốn chết luôn. Nè, hai đứa Béo. Dạ. Sáng giờ có bán được gì không? Dạ, hả? Con không bán được. Cái gì? Hồi sáng giờ, giờ tới chiều luôn, từ chiều tối luôn mà không bán được luôn hả? Dạ. Còn mày, sao? Có bán được không? Dạ, sáng giờ con bán không được. Mày cũng bán không được luôn hả? Trời đất ơi. Mẹ ơi, mẹ đừng đi chơi nha. Mẹ ơi, đừng đi chơi nè. Mẹ ơi, đừng đi chơi nè. Trời đất ơi, trời ơi, trời ơi là trời ơi. Đừng đi. Làm gì tụi bay bán mà tại sao tụi bay không bán? Mẹ ơi, đừng có đánh em mà mẹ. Mẹ ơi, đừng cho em uống thuốc mà. Ai uống cho tao. Mẹ ơi, con uống thuốc đâu. Mẹ, đừng cho em uống thuốc mà. Hồi sáng giờ tao nói mày sao hả? Tại sao mày đau quá à, đau quá mẹ ơi, đau quá. Mày ca cái gì mà không bán được? Mày nói tao nghe coi, sáng giờ mày làm cái gì? Con ca bài phận mồ côi. Mày ca phận mồ côi, mày ca phận mồ côi không xong thì mày phải ca cái giọng cổ cho đời người ta nghe, người ta mới mua được chứ. Ca đi mày. Mẹ cha ơi, sao nỡ bỏ con với dòng đời luôn. Mặc dù ta mưa xa tới ta tâm thân gầy.
con vẫn lẩn thầm gọi mẹ cha ơi. Trời ơi, hay quá trời vậy. Hả? Trời ơi, con hát hay quá vậy con. Trời ơi, con hát hay dữ vậy. Con bán vé số đó hả? Trời ơi, bán vé số mà hát hay quá trời vậy. À, để chú mua ủng hộ cho con nha. Dạ. À, đây hồi chú mua hết luôn nè. Ủa mà con. Đó. Cảm ơn chú. Ủa, rồi con ở đây, ba mẹ con đâu? Trời đất ơi, sao vậy con? Hả, ba mẹ con bỏ đây một mình. Trời, sao tay chân con chạy hết trơn trội vậy? Ai đánh con vậy? Bây giờ ai đánh con, nói cho cô chú biết đi, ai đánh con? Con nói đi. Thôi giờ gì nè, con ăn cái gì chưa? Chưa hả? Thôi vậy thôi, đi về đi. Cô nấu cái gì cho con ăn nha. Đi. Cô chú ơi, cô chú ơi, cho con tiền với cô chú ơi. Chị đây chị em cho chị hết tiền. Dạ. Đi nha con. Đứng lại cô chú ơi. Sao vậy chị? Cô chú nghĩ sao vậy? Cô chú dắt con tôi đi vậy hả? Vậy là sao vậy? Chị là lừa đảo lừa gạt con. Lừa đảo lừa gạt cái gì? Chị lừa đảo lừa gạt hồi nào? Chị chăn dắt em bé đúng không? Chị bắt mấy nhỏ rồi chị hành hạ tụi nó đúng không? Trời đất ơi, nó là con tôi mà, tôi có quyền hành hạ, tôi có quyền đánh đập nó chứ. Trời ơi, chị nói gì kỳ vậy? Mắc cười quá, mấy người là ai? Mấy người định dắt con tôi đi hả? Mấy người định bắt cóc tôi con tôi hả? Bắt cái gì? Mấy người muốn tôi thừa không? Thừa cái gì? Mọi người ơi, có người bắt cóc con Đức nè. Chị có cái coi chừng tôi đó. Coi chừng cái gì? Đi. Đi. Sao vậy? Mày hả nha mày? Nha. Cái mặt của mày á, mày định đi theo người ta hả? Nhông. Mày dám theo người ta hả? Nhông. Hả? Mày ngon mày theo người ta đi. Nhông. Nè, còn một đống vé số này nha. Mày mà bán không hết tao, tao khỏi cho mày ăn cơm luôn nha mày. Nha mày. Ơ đâu có mày ơi. Nè. Đi bán cho tao đi. Mẹ cha ơi, sao mà con giữa chốn chờ đợi, phần mồ côi con mơ giờ giữa dòng đời nổi trôi, giờ buồn vui đâu biết chia sẻ cùng Lâm ha. Lâm đừng có sợ. Chị ngon rồi, ngồi đó ăn chị ngon rồi. Cái gì vậy? Con. Bây giờ con nói cho cô biết đi. Chuyện gì vậy? Có phải bà ta là người đã đâm tụi con đúng không? Con sao con? Con đừng có sợ. Ai đánh con vậy? Ai đánh con? Chị chú. Con chỉ đi. Mày hả mày? Tại sao mày đánh nó? Không phải cô mà mẹ. Nó chỉ mày kìa. Tại sao mày đánh nó? Là chị đó. Ha ha. Chị hay lắm. Chị chăn dắt không những một đứa, hai đứa, mà tới ba bé lận đúng không? Ai nói ba bé? Chứ bao nhiêu? Mấy bé ngồi dưới kia nữa kìa. Trời ơi, bà chăn dắt rất là nhiều bé nè ha. Bây giờ nè, tan chứng, vật chứng có đầy đủ nè. Mời ba về phường làm việc. Chị kì vậy? Ôi vậy tôi mất cái quyền làm mẹ rồi hả? Lên phường, nhanh lên đi. Quyền làm mẹ. Vậy? Được giới thiệu đến với tất cả mọi người với sự hỗ trợ của diễn viên Ngọc Nga, diễn viên Phạm Yến, Phi Nguyễn, bé Kim Thư và vũ đoàn Đam Mê. Một tràng hỗ tay cho tiết mục vừa rồi. Và chắc chắn là chú phải đứng gần con, xoa dịu con một tí xíu. Chú biết rằng là con đã quá là nhập tâm vào cái vai diễn của mình với bài hát này. Hồi nãy thì cũng đã khóc luôn, vừa khóc vừa hát như vậy thì rất là mệt đúng không con? Không biết ngay bây giờ cảm xúc của hội đồng nghệ thuật như thế nào, xin mời cô Kim Xuân trước ạ. Cảm ơn Trung, cảm ơn Diệu Nhi. Trong một cái bài hát như thế này, nhưng mà các con đã lồng vào một cái kịch ngắn mà cái tính nhân văn rất là cao. Hồi nãy mà khi con ca mà con nghẹn, con không ca được, thì quả tình là dưới này thì cô Xuân cũng
cũng chịu không nổi. Là vì mình cứ nghĩ là nếu mà con cháu trong nhà mình mà lâm vào cái hoàn cảnh như thế này thì chắc là đau tim lắm. Cái thông điệp mà huấn luyện viên của con muốn đưa ra với tất cả mọi người là hãy thương yêu trẻ con và hãy thương yêu quan tâm một cách thực sự. Không phải chỉ là chúng ta bươn bả đi kiếm sống để đem tiền về, mà kế bên đó chúng ta còn cần phải dành cho các cháu thời gian, dành cho các cháu mọi sự quan tâm. Lớn lên các cháu sẽ nghĩ rằng cái thời gian mà tôi yêu quý nhất, đẹp nhất trong cuộc đời tôi chính là những cái ký ức cực kỳ đẹp về tuổi thơ. Cái đó không có tiền bạc nào mua lại được. Thành ra cái bài Phận Mồ Côi này khi con trình bày với sự cộng tác của các anh chị diễn viên khác, cô tin là khán giả xem sẽ có rất là nhiều những cái suy nghĩ, và mong rằng nó cũng sẽ là một cái thông điệp góp thêm vào những hồi chuông đã từng cảnh tỉnh về chuyện cha mẹ quan tâm tới con cái và chuyện là trẻ em bị bắt cóc rất là nhiều như thế này. Hát một cái tiểu phẩm như thế này không dễ, diễn xuất chuẩn luôn, và cái thông điệp mà cái tiết mục vừa rồi mới gửi đến tôi đó, thì tôi thấy là thật ra cuộc sống này của chúng ta nó đẹp và nó giản dị, cho đến khi chúng ta làm cho nó xấu xí và trở nên phức tạp bởi vì cái ích kỷ của chúng ta. Các em bé đó không cần là cha mẹ phải có nhiều tiền, không cần phải ở nhà cao hay là phải có xe hơi thì mới hạnh phúc. Các em bé chỉ được bố mẹ thương yêu thôi, dành cho thời gian thôi. Vâng, thành ra tôi mong rằng cái thông điệp này sẽ gửi đến tất cả những người chúng ta đang xem chương trình là hãy quý giá những cái gì mình đang có, nhất là con cái của mình. Cái tiểu phẩm thể hiện được cuộc sống đời thường. Và cô mong là dù còn bé mà con đã dấn thân vào cái con đường nghệ thuật này, và với cái tài năng như vậy thì trong tương lai con sẽ rực rỡ để đem đến niềm hãnh diện cho cha mẹ con. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Phương Dung rất nhiều và xin được cảm ơn hội đồng ban giám khảo. Chắc chắn là bây giờ thì cảm xúc của anh Hồ Việt Trung và Diệu Nhi cũng đang rất bồi hồi đúng không ạ? Mời Diệu Nhi. Em cũng không biết nói gì, chỉ biết là cảm ơn con đã cố gắng cùng với tất cả mọi người đã hỗ trợ con, và tiết mục ngày hôm nay nhận được lời khen từ các vị ban giám khảo như vậy thì cô rất là vui cho con. Chúc mừng con. Ba Trung cũng muốn nói gì với con cái nữa không? Dạ thưa cô chú cùng quý vị, là khi mà tập cho bé hát bài hát này là con rất là sợ, tại vì là từ đầu mùa đến bây giờ là bé không có diễn, chỉ có hát thôi. Đây là lần đầu tiên mà bé được diễn xuất trên sân khấu, nên con rất là sợ là bé diễn không được. Rồi lúc mà con còn nhắc là con ơi, nếu mà con muốn khóc thì con khóc con nhớ kiềm chế lại nha, chứ con khóc mà khóc hu 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 là con hát không được, là con cứ sợ như vậy không. Ngày hôm qua khi mà lên dàn dựng lại vô kịch đó, thì nó rất nhiều cái sự chi phối đó, nên là hồi nãy giờ con ngồi là con cầu trời không, con run dữ lắm. Và sau khi mà tiết mục này xong rồi và nghe những lời khen từ các cô chú ban giám khảo thì con cảm thấy rất là nhẹ nhàng và xin cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn Hồ Việt Trung, Diệu Nhi và chúc mừng đội mình. Và đặc biệt hết cảm ơn Quỳnh Nhi của chúng ta đã có một tiết mục rất là tình cảm và thông điệp rất ý nghĩa vừa rồi, Phận Mồ Côi. Một tràng hô tay chúc mừng cho Quỳnh Nhi. Một sương một nắng con mang
bên con như chim tìm về tổ. Trời đông áo sầm chị rách con mang, ai cho miếng cơm đói lòng để một mai ấm no mộng lành. Con nhớ tên ba trong đời của con, giờ mẹ đã bỏ con rồi ba ơi. Tìm ba tận cuối non cao, dù ba ở chốn nơi nào, mỗi đêm con hằng nhớ. Con, tuy ba không còn ở bên con, nhưng lúc nào ba cũng dõi theo con, cố gắng lạc quan mà sống, tự tin mạnh mẽ lên con, mạnh mẽ lên con, mạnh mẽ lên con. Về lại bên con như chim tìm về tổ. Trời đông áo sờn chị rách con mang, ai cho miếng cơm đói lòng để một mai ấm nó mộng lành. Con nhớ tên ba trong đời con, giờ mẹ đã bỏ con rồi ba ơi. Tìm ba tận cuối non cao, dù ba ở chốn nơi nào, mỗi đêm con hằng nhớ tương lai.
chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Mãi trường thân mến và bao niềm tâm tư không quên. Bây giờ kỷ niệm chôn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn. Tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong. Chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Nay
thì hôm nay thầy muốn cho cái tương. Cảm ơn chú. Anh hai. Ủa bữa nay anh hai bán được nhiều không nè? Cũng tạm à, bữa nay em bán được nhiều không? Em ế lắm anh à. Thôi đừng buồn, dưới đây anh hai có quà nè. Thiệt hả? Ừ. Quà gì vậy, quà gì vậy? Nè. Wow. Một cái bánh bao hả? Ủa ế mà cũng có bánh bao là sao ta? Thôi anh hai ăn đi. Thôi Út ăn đi. Anh hai ăn đi. Thôi Út ăn đi. Hay thôi cả hai đứa mình cùng ăn ngang.
Mẹ, mẹ với mẹ em con, em xin lỗi. Xin được cảm ơn một tiết mục rất xúc động. Và xin được cảm ơn diễn viên Thanh Ngọc rất nhiều. Xin cảm ơn chị ạ. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với đội mà mạnh mẽ nhất nhưng cũng rơi nước mắt. Đó là chính là đội của gia đình Ngô Kiến Huy và Khả Như. Cảm ơn hai con đã mang đến một cái tiết mục bún riêu cua đồng. Và cái giọng hát của hai con phải nói là mê đắm. Thật sự mà khi mà nghe hai đứa hát á, người cứ mênh mang. Cô nghĩ là nhiều người giống cô có cảm giác không chỉ là cái nồi bún riêu, không chỉ là nhớ mẹ mà nó mang nhiều cái cảm xúc về quê hương, về đồng ruộng. Và để mang được nhiều cảm xúc đó thì phải đòi hỏi những cái chất giọng đầy tình cảm và cảm xúc như tụi con. À, như chị không hiểu khúc cuối là sao mẹ nói xin lỗi. Tức là hai người con đang ngồi ăn, sau đó là nhớ về bát bún riêu cua của người mẹ và người mẹ xuất hiện, cảm thấy là hai người con này đang trải qua cuộc sống quá là khổ, thì tự nhận hết lỗi lầm của mình để cho hai người con mình phải sống cuộc sống như vậy. Phải vậy không dạ? Anh Vũ đúng rồi em. Dạ. Có những cái hoàn cảnh mình không thể nào mình giải thích được, cho dù mình nhìn vô mình kêu là cái này vô lý quá, nhưng mà tất cả những chuyện trên đời này nó đều có thể xảy ra hết. Nhưng mà cái duy nhất một cái điều mà không thể nào chối cãi được là cha mẹ, cho dù gì đi nữa con mình vẫn là số 1. Có nhiều cái hoàn cảnh nó đẩy đưa làm mình không được gặp con mình, nhưng mà trong sâu thẳm nhất mình vẫn tìm tất cả mọi thứ ở trong cái khả năng mình có được tốt nhất dành cho con, để mà có thể bảo bọc cho hai đứa con. Và cái đó chính là cái hành động của bà mẹ lên thấy con mình mới cái tuổi này thôi mà phải bươn chải để kiếm sống, phải đối chọi với đời, thì cha mẹ nào mà không đau, đúng không? Nhưng mà em không hiểu là sâu xa bên trong nó còn cái gì không, phải ý nghĩa nó như vậy là mình cảm thấy rất là hài lòng về tập tiết mục. Tập sau là mở màn tiếp, là một câu chuyện khác. Tức nữa là nếu mà vô trong tiếp á, thì huấn luyện viên sẽ kể tiếp cái câu chuyện đó. Cho nên là mình cứ chờ đợi, hồi xem tập sau sẽ rõ. Thiệt sự như rất là tinh tế. Là tại vì Vũ sẽ xây dựng một câu chuyện cho hai anh em Tí và Tèo. Đây là Tí, đây là Tèo. Và nếu như mà mọi người để ý kỹ á, thì ở trong cái hình ảnh, ở trong cái video clip đó, là cháu đang cầm cái hình ảnh lúc mà hai cháu ăn cơm, đang hát bài Rau Đắng Mọc Sau đúng Hè rồi, với bài cha. Dạ. Em rất là tinh tế. Em cảm thấy là có một cái đường link nên em mới hỏi là tại sao người mẹ ra xin lỗi, lần sau có cái chuyện gì, và em vẫn nghĩ là sẽ có phần continue tập 3 tiếp theo. Sẽ còn nữa. Sáng đây trước khi mà mấy anh chị bắt đầu chấm điểm hết thì cho Vũ làm một cái hành động. Cảm ơn cô. Vậy là cậu bé với cái tên chất phác chân giả, Tèo em đã có thêm một cái tên mới nhiều ý nghĩa. Hy vọng cái tên mới sẽ mang đến nhiều may mắn cho Tèo em trên hành trình chinh phục của mình trong cuộc thi tuyệt đỉnh song ca nhí, cũng như mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Và từ nay mọi người hãy nhớ và hãy gọi cậu bé Tèo em của chúng ta bằng cái tên mới, Nhật Duy. Và từ đây trở đi, đây sẽ là cặp song ca Tấn Bảo, Nhật Duy. Xin mời mọi người hãy nhớ cái tên này nha. Bây giờ thì Nguyễn Khang hỏi một chút với lại Vũ là cái tên Nhật Duy, Nhật thì là biết là mặt trời rồi. Duy này có phải là duy nhất hay là như thế nào không ạ? Duy trì. Duy trì. Duy trì mãi cái ánh sáng. Duy trì mãi cái ánh sáng. Thầy của cháu tên là Dương cũng là mặt trời. Cháu là Nhật. Mình có thể hiểu theo cái nghĩa đọc ngược lại, Nhật Duy nó cũng giống như là duy nhất vậy đó, bởi vì cái giọng hát của con nó rất là khác biệt. Mặc dù là hôm nay chưa kịp cúng xôi chè để đổi tên, nhưng mà hy vọng là cái tên này cũng sẽ mở ra một cái tương lai sáng rực cho con nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ông Bụt. Khi mà tụi con ra đây thì chú mới phát hiện ra một điều, nữa là hai đứa diễn dễ thương quá. Hai đứa tài năng không có dừng ở cái việc là mình hát đâu, còn diễn có diễn xuất này nọ cực kỳ dễ thương. Đôi khi là những cái điều đó nó vụng về thôi, nhưng mà đối với tụi con thì như vậy là đã quá thành công, quá là trọn vẹn rồi. Anh hai. Ủa bữa nay anh hai bán được nhiều không nè? Cũng tạm à, bữa nay em bán được nhiều không? Em ế lắm anh à. Thôi đừng buồn, vô đây nay có quà nè. Ơ thiệt hả? Ừ. Qua gì vợ, qua gì vợ? Nè. Wow, một cái bánh bao hả? Ủa, ế mà cũng có bánh bao là sao ta? Thôi anh hai ăn đi. Thôi Út ăn đi. Anh hai ăn đi. Thôi Út ăn đi. Hay thôi cả hai đứa mình cùng ăn ngang. Wow,
Mẹ, mẹ ơi. Chướng rào muốn xanh bụi chưa còn hay, cơn mưa chiều mẹ lối đồng xa, thương con không nghĩ thân mình, mẹ dầm mưa ướt, mẹ dầm mưa ướt, bắt từng con cua. Lại nhớ mẹ rồi phải không? Thôi em đừng buồn nữa, em vào ăn bánh bao đi. Em chỉ muốn ăn bún riêu cua của mẹ nấu thôi. Xanh xanh rượt nấm nào mẹ nấu ăn, giờ thèm được nhớ xưa, nằm trên chiếc võng sau hè, được nghe tiếng hát ghi dấu của mẹ ru các em. Còn nhớ mẹ ơi, năm ấy mưa tơi bời, thank you.
Trời ơi, mình giới thiệu cái gì vậy? Tôi quên. Trời ơi, cái tên tại gì mà tên... Tại vì ngày xưa đó, cái tên đoàn của chúng tôi là Mây Bốn Phương Mưa Tám Hướng. Mà từ khi mà đặt cái tên đó hả, đi đâu cũng ế hết. Dạ đúng rồi, mưa suốt bán vé không có được. Rồi sau đó đặt tên Mây Mưa, chạy nghĩ sao mà đặt tên tôi, y như tôi, là khu tôi nghỉ dưỡng khách sạn. Tôi là Vũ, chuyên môn hát tân cổ. Dạ. Còn bà xã của tôi là... Dân, dạ tôi là nghệ sĩ múa lửa. Dạ. Bởi vậy cho nên á, sau đó là tụi tôi quyết định không có đặt tên dài dòng nữa, ngắn gọn tên hai đứa mình thôi ha. Và giới thiệu với bà con cô bác, gánh hát của chúng tôi là gánh hát Dân Vũ. Chúng tôi đã đi khắp năm châu bốn bể, và chúng tôi mời về hai thần đồng âm nhạc vừa đẹp trai vừa trẻ. Xin hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho hai thần đồng âm nhạc Tấn Bảo, Nhật Duy. Yeah. Đường về cành thâu, đêm khuya ngõ sâu như không màu, quá phanh phanh có bao mây đầu, hát thiêu vàng ánh điện câu. Ngoài phố chiều nắng tắt bên sông, người đi đi ngoài phố bóng sáng xưa mịt mờ, thành ghế đá chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chiều bỡ ngỡ bơ vơ, người đi đi ngoài phố chân lạc loài, hình bóng cũ bạn thân ơi còn đâu, còn đâu, ngày xưa đã hết rồi. Xe lăn trong đêm cuốn ra dần biến đầu tìm, mưa thu bay bay sáng xe lòng ướt vài miền, hoàng hôn dần xuống mà
trốn xa rồi chàng trai, còn đêm yêu thương dâng lên muôn vàn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoang hôn. Sông người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mù, có hay chăng người ơi trốn xa xôi chàng trai, còn đêm yêu thương dâng lên muôn vàn loáng hờn. Hình bóng cũ bạn thân ơi còn đâu ngày xưa đã hết rồi. Người ơi trốn xa xôi chàng trai, còn đêm yêu thương dâng lên muôn vàn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoang hôn. Trời ơi là trời. Trời ơi. Ông bạn chị em thấy sao ạ? Sẽ ngồi bên cha nhiên, còn em sẽ ngồi bên mẹ. Bới chén cơm cho đầy để ta già đua cho lẹ, nghe hạnh phúc reo mừng như tiếng chim ca. Bữa cơm nào cũng vậy, khi tổ cá kho ráo trời phần để nuôi cò. Anh em mình đều không hề chiêu mà nghĩ thương cha thương cả cánh đồng hoa. Mùa hạ hoa mau, mùa thu tàn hôm nào, mùa đông sẽ lạnh tới đâu. Bởi chén cơm không cho đầy để con lẻ, còn cha cũng chỉ cần rằng cha mãi biết đồng sâu.
rau đắng. Luôn trong tình chàng sao
đời. Duyên sắp không được là phải. Là nguyện cho chàng đặng chữ an bình bên kia con cưng chưa trốn nhà lửa đôi tỏ tình.
tràn trề. Bao nhiêu năm qua xa vắng nhà nhớ thương đậm đà, rồi bỗng dưng nước mắt rưng rưng gặp lại nhau. Chàng trai khôi ngô ghê.
chiều đã vắng, chia tay lòng còn vẫn vương, chưa kịp nói năng gì. Hẹn ngày chờ sau tới nhé, lại gặp rừng mơ ấy. Trên con đường mòn núi cao, bóng nàng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao, bóng chẳng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao, bóng người mơ xa.
sao tôi buồn. Buồn chỉ mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm. Để rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đêm. Khi bước chân đi lần trong cuộc đời, lời mẹ hiền dù con nhớ khôn nguôi. Khi lớn con đi trên vạn nẻo đời, đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Nhớ nụ cười khi nắng niu, đôi tay run run ánh mắt dịu hiền, biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết chăng đêm về quạnh hiu, nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương. Vẫn mong chờ tìm lại những phút vui ngày âu thơ. Noise.
rằng em viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Tôi đứng chờ anh trước sông thơ, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về mơ lá hoa, xuân qua dung đường tơ. Bước sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió sang mùa. Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng người thơ. Trên đất mẹ vui khắp nơi, xuân gieo lộc khắp chốn. Xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân nơi trần tiên, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Gặp may gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lợi rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Đẹp quá. Sông dân ấm no trong an lành, chuyện binh đao mấy phen cùng quân tần, nhiều thần linh ban phép thiêng gìn giữ. Nó thần kia mang móng chân rùa vàng, chân hùng anh quân thù bảo tàng. Chuyện
thân qua. Nào ngờ đến những phong ba đang vây quanh thành cổ loa. Có những âm mưu, có những hận thù, gieo bao đau thương vì ôm giấc mơ đổ vương. Nhà nhà sống trong yên vui, đêm đêm hát ca ngày dân qua. Nào ngờ phía lân bang thức trắng đêm chiều đã kia. Với những âm mưu, với những hận thù, một ngày nào tiến quân thành loa. Nàng ơi nhớ ngày xưa, chuyện cạn qua quân tân tan tác. Vì đâu ta ngỡ là mơ, chiến trường mưa xa thương vong hàng hà. Thần kinh quy cho cha bóng thiêng, lòng nó thân giữ gìn biên cương. Nếu mai kia bình biên về dấu, ta tìm nơi nào bóng dáng bị trâu. Người hỡi sao nói lời không hay, nhưng thôi biết sau ngày sau. Ngày ấy chẳng theo bên trên đường, áo lồng ngọc thiết ghi dấu tỏ tương. Đoàn quân tiến công thành lo, cờ giật trời mây vang vang tiếng hò reo. Mà còn đâu bóng thiêng rùa vàng, người yêu là nước mắt nhà tan. Thương thế An Dương Vương đưa con gái yêu cùng ra đi. Hóa công về phương Nam áo lông ngóng do đường vẫn ghi. Mà rồi có đâu bước qua thù càng đến gần, giặc ngồi sau lưng vang vang tiếng rùa. Tình ý còn đây, thân tháng trên dặm đường. Hỡi ơi, nam ái sầu thiên thu. Máu đào mỹ châu, hoa tan sông bể xuống. Trọng thủy mỹ châu, lời ái. Đất nước cho ta mẹ yêu con, gửi tình trong hoa bát ngát. Vọng theo ra chiến trường, vọng theo ta giải phóng. Tổ quốc ơi, muôn năm vững bền hai đâu. Lời ru xưa vô về, lời ru nay thúc giục về anh ru giữa
người bỗng ngỡ dừa. Chiều trương dân rào rạt vắng đường, rừng dù ta thân yêu như quê nhà, như con thuyền trên bên đôi dây sóng chung khơi về dưới xuôi đồn thu bóng trái nơi này, vòng theo gió trên trường. Dồn lòng ta ra chiến nỡ trường. Mấy chị em ơi, trời khuya sao đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang vọng cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát? Ôi những cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường. Em đi săn rừng, em đi bạt núi, con suối nước chảy không ngừng. Em đang bước tiếp chặng đường theo những anh hùng tổ quốc yêu thương. Gom công cùng chiến thắng thù, gom công cùng tiền phương chiến thắng thù. Chân đánh núi rừng xanh dồn dập bước quân hời, lửa cháy lên rồi mang tình em rực sáng sáng quê hương. Chào em gái địa phương, ôi em gái địa phương, hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Chào thank you.
gió chiều cứ hát hiu nghe buồn thiu, cánh cò trắng áo tha bay về đâu mà chẳng thấy ghé qua ruộng đồng để bé thích vẽ tranh về cánh đồng, có dòng sông có lũy tre có mẹ tôi. Còn em thích vẽ tranh về cánh cò, cò trắng cánh cò, tiếng đàn tôi tính tang tang tinh tang, bài hát du em đến trường, bài hát du em một thời mộng mơ. Những hàng tre tâm hồn tôi là một buổi trưa tỏa nắng xuống dòng sông lập mi loáng. Đời phiêu dạt con lại về úp mặt vào sông quê ơi, con sống dạt dào như lòng mẹ chờ trẻ con đi qua chấp bề mưa nguồn. Ôi con sông quê, con sông quê ơi, con sông quê, con sông quê con nhớ trang nơi ta ngồi ngóng mẹ vời vời tuổi thơ một xu bánh đa vầng.
con sông quê, ơi con sông quê, con sông quê. Con cá dưới sông, cây trồng trên bãi, lúc gặt rồi con để lại rơm thơm. Cùng một bên sông, con trâu đầm sóng dưới, bầy tre thơ tắm mát phía thượng nguồn. Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng. Chưa đi mô rồi cùng nhớ về Hà Tình, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông Nghi La, nhớ biển rộng mà quê ta. Ơ, những cánh đồng y muối trắng, tình sâu với nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng, nên chi giữa đồng bằng mà gió ngàn bay. Cuốn trút hàng vạn bom rơi, đường hiên ngang vượt qua chuồng qua suối, thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi 20. Ai hôm nay ra khơi buông lưới, mà nhìn chi mà tóc vào bờ, nhìn bên cạn lại nhớ ngày xưa. Sao đứng đường cả cuộc đời vì ngày hôm nay, lên trang sách mới. Trâu ơi theo bầy ta về đồng cỏ mênh mông, đắm hồ đầy để điền đưa nhanh dòng nước tới. Lúa trên đồng lúa lại thêm chín hôm tươi, ta cũng tìm lấy chỉ vài dòng quả. Qua đầu mùa hạt sương mai lung linh nỗi nhớ, yêu quê hương mình nhớ về từ thuở xa xưa. Đất nào cần vì còn mưa rơi, còn gió cuốn, công ta vun trồng thì màu đất lại thêm tươi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ chờ mong đến kiếp nào. Không lâu mưa từ đâu mưa về làm muôn lá hoa rơi ta tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài manh lá vàng rơi lìa cành gợi ta nỗi niềm riêng. Chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào nguôi. Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ. Trọ và trăng tên lãng du em đi qua chuyến đò anh thấy trăng còn trẻ con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già em đi qua chuyến đò anh trăng nay đã già trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra em đi qua
kệ. Trăng ơi trăng rất tệ, mày đi nhớ chóng về. Em đi qua chuyến đò à, vui như ngày hồi. Tôi xin lạc quan đời buồn chân em ghé trời. Em đi qua chốn này ôi à, sao em đành vội. Sao em đành vội. Tôi xin làm đá cuội vào lăn theo gót hài. Không có đâu em này, không có cái chuyện đầu tiên. Và con sống đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng. Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Hòn đá lăn bên đồi, hòn này còn trẻ cành mai. Dùng con sống đâu mai gầy, chim trong hót trăng qua đời. Dễ thương. Tôi và anh đôi bản thân rất thân, niềm thân ai thắm thiết khăn khít bền lâu. Cùng nhau san chia buồn vui, ta bên nhau như sông biển dài. Cùng qua bao nhiêu gian lao, không ngại khó khăn. Nay biệt ly, tôi tìm anh xuyên bước đi. Lòng quyến luyến muốn nói nhưng chẳng thành câu. Trầm tư nghe chuông vọng xa như báo tin chia tay não nề. Biệt ly đêm nay sân ca sương mờ trắng buồn. Hành trang trên vai quay gót đi không mang những gì. Lời danh vinh quang bấy lâu. Và tôi không sao ngăn nỗi đau nuốt lệ vào tim. Gương cười vẫy chào lần cuối. Rồi ta sẽ đem anh ra đưa người đi khắp chân trời. Đường tìm tương lai còn xa biết đâu bên chờ. Tôi nguyện cầu anh phúc may yên lành vượt bao gió sương. Trên đường muôn phương anh đi về đâu. Tàu đã khuất xa rồi đây, lâu lại có những kỷ niệm. Người bạn muôn phương giờ đây đã xa cuối trời. Khuya về dần đã vắng tanh, nỗi buồn thương nhớ đến anh. Mong ngày nào đó gặp nhau. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này. Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này. Từng nụ hoa trao nhau còn đêm mai có nhau trong đời. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này. Để cuộc hòa trao nhau còn đêm mai có nhau trong đời. Từng nụ hòa trao nhau còn đêm mai cho bạn cho tôi. Thank you.
bài vọng cổ.
đất bồi phù sa. Người miền Trung gian khó nhiều đời qua, từ khi anh xa quê nhà, từ đó em nhớ mong người xa. Mùa đông mây lững lờ trôi, trời miền Trung mưa lạnh bạn tình ơi, chờ anh nay bao đông rồi mà anh chưa về bên đời. Sao buồn nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức, chẳng khuya nhớ ai, chẳng bờ xưa lòng biến khơi. Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người xa. Con sông quê nay đã già mà người đi biển biết. Dòng sông vẫn trôi, đò xưa nay không còn nữa, mây kia vẫn bay, sao hờ hững giữa đất trời. Miền Trung nước lên, đau lòng xa rồi người em ơi, quê hương mang má buồn, chiều miền Trung
vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đây lòng mẹ bao la, kia câu hát tình cha. Này anh công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi uyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sen. Sen không tô điểm lúa là không khoe sắc ngốc ngà những đậm đà vì Việt Nam. Xen đây xen nghĩa xen tình, như bóng vai hình yêu làm mình vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đây lòng mẹ bao la, kia câu hát tình cha. Này anh công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi uyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sen không tô điểm lúa là không khoe sắc ngốc ngà những đậm đà vì Việt Nam. Sen đây, sen nghĩa, sen tình,
hỏi thăm ai gặp em rằng